Hello, xin chào cả nhà. Dạ, chào mừng các anh chị đến với khóa 24 của lớp Thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Hành trình của chúng ta các anh chị có 21 buổi. Nó là một cái nó là một lộ trình ha. Nó là một lộ trình. Còn xin phép còn ghi các anh chị nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Chúng ta có 21 buổi giao lưu từ khoảng cỡ 7 giờ. Toàn sẽ giao lưu với các anh chị tới khoảng cỡ 10 giờ hơn. Tùy theo ngày, nhưng mà khoảng 10 giờ. Đây là một lộ trình mà chúng ta bước đi từng ngày, từng ngày, từng ngày. Lớp học như thế này các anh chị đã diễn ra hơn 9 năm, gần 10 năm ạ. Trước đây thì nó lớp học nó mở ra offline. Cứ mỗi tháng trung bình như vậy có 50 anh chị là tham gia học tập. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì có Covid diễn ra, chúng ta không có điều kiện tổ chức offline. Thì các thầy cô, các anh em xung quanh Toàn á kỳ vọng có một cái lớp online để hỗ trợ cho mọi người. Thì cơ duyên chúng ta mở, thì từ khóa thứ nhất đến thời điểm này là khóa thứ 24. Thì rất là biết ơn vì các anh chị đã được nhân mạch của chúng ta giới thiệu vào đây để tham gia một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Biết ơn các anh chị đã đến, đã học tập, sau đó lan tỏa những cái giá trị của tri thức ra cho mọi người. Và sau đó thì các nhân mạch đó đã mời các anh chị vì mến những người thân yêu của mình. Các anh chị đã có mặt tại đây thì chúng ta có thể cho một tràng pháo tay tri ân sự giới thiệu của tất cả các anh chị đó nha. Dạ. Biết ơn vì người thân yêu của chúng ta dành thời gian cho chúng ta học tập. Thế vậy chứ ngồi ở đây chứ nhiều người cũng xung quanh phải làm một số việc thì chúng ta mới có thời gian học tập như thế này. Biết ơn các bạn nhỏ, các bạn hỗ trợ cho mẹ nè, cho ba, cho người thân học tập, và các bạn cũng tham gia học tập ở đây. Lớp học của chúng ta thì rất là đa dạng, từ các em nhỏ đến các cô chú anh chị có tuổi tham gia vào chương trình này. Thì lộ trình này các anh chị, nó là một cái lộ trình 21 buổi. Còn xin nhắc lại một lần nữa, nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm nên buổi nào cũng rất là quan trọng. Buổi nào cũng rất là quan trọng. Tại vì buổi nào nó cũng liên đến với nhau chứ. Ngày hôm nay buổi thứ nhất nó sẽ liên đến đến buổi thứ hai. Nó sẽ liên đới tới buổi thứ ba. Nên việc các anh chị lỡ lỡ một buổi học nào thì chúng tôi có ghi âm, có quay lại một cái audio á, có để lại trên Telegram thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị nghe lại. Thì khi nghe lại thì tối hôm sau chúng ta lại vào, chúng ta lại học tập tiếp, hoặc là một số anh chị muốn nghe đi nghe lại để thấu suốt buổi trước cho nó sâu sắc hơn thì các anh chị cũng có thể nghe lại. Thiết kế của chương trình đơn giản lắm các anh chị. Thiết kế của chương trình với một cái mục đích rất là đơn giản. Các anh chị có thể hình dung như thế này ha. Có một con người như thế này,
Thì bao quanh cái người này thì các anh chị hình dung có một cái kén bao quanh gì nè, mà không phải ít kén nha, anh chị hình dung có khoảng 6 cái kén như vậy bao quanh cái người này. Nếu ai có màu sắc á, các anh chị có thể vẽ vào giúp Toàn cái màu sắc như thế này. Bao quanh cái người này nè. Thầm hiểu như thế này các anh chị, đó là bất kỳ ai trong số chúng ta cũng bao quanh mình đó, những cái kén bao quanh mình, thì con người mình đó khi nào thoát khỏi cái này nè, thoát khỏi những cái này thì bứt phá, thì mới có cái sự chuyển hóa lớn lên, có thể tóc được mọc ra, chân tay to lên, không có thể gốn mọc lên, không chừng bự lên, có sự chuyển hóa lớn lên. Toàn xin phép các anh chị toàn dùng cái khái niệm nó tên gọi là chuyển hóa. Con người thì đợi đến khi nào có sự đau khổ vướng mắc trong cái cuộc sống đó, họ mới bắt đầu có kỳ vọng là sự thay đổi. Nếu mà sự vướng mắc hay đau khổ không làm cho người đó thay đổi thì sự đau khổ lớn lên, có lớn hơn có thể đến để ép họ buộc phải có sự thay đổi. Nếu mà sự đau khổ lớn hơn không làm cho sự thay đổi cho họ thì có thể cái sự mất mát hoặc là sự đau khổ khủng khiếp tới thường mất mát dẫn đến có sự thay đổi. Thì thường xã hội sẽ ép con người chúng ta dẫn đến đau khổ, rồi dẫn đến đau khổ lớn hơn, đau khổ khủng khiếp hoặc có thể đến mất mát thì chúng ta mới thay đổi. Thì thay vì đợi đau khổ hay đợi mất mát thì mới thay đổi, thì có một cách nữa, đó là có thể chúng ta sẽ tự bứt phá bản thân đó các anh chị, tự bứt phá bản thân vì yêu thương bản thân của chúng ta, mà chúng ta có một cái sự bứt phá và lớn lên. Thì cái sự mà bứt phá lớn lên như vậy đó, chúng ta gọi là chúng ta chuyển hóa bản thân mình, theo đuổi cái sự chuyển hóa của bản thân. Nhưng chúng ta có hình dung như thế này, hình tượng này là hình tượng rất quan trọng. Toàn nhờ các anh chị lưu giữ cái hình tượng này, đó là bất kỳ ai chỉ cần bước khỏi những cái kén này, những cái sợi dây xích này, còn chút xíu toàn sẽ chia sẻ với các anh chị ý nghĩa của nó, thì bước phá lớn lên sau khi thoát khỏi này thì có sự chuyển hóa. Thì đợi xã hội ép chúng ta để chúng ta chuyển hóa, thì thay vì như vậy thì chúng ta sẽ tự bứt phá bản thân mà chuyển hóa. Thông thường thì một trứng gà, các anh chị nhìn thấy một cái trứng gà đi, ví dụ hình tượng một trứng gà, nếu tác động một cái tác động từ bên ngoài vào, nếu nó tác động từ bên ngoài vào thì nó là thức ăn, nhưng nếu mà được tác động từ bên trong ra thì nó là sinh mệnh. Vậy thì tại sao chúng ta phải có một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm? Bởi vì đây là một lộ trình giúp chúng ta bứt phá khỏi các rào cản nhận thức này, hay nói cách khác là bứt phá khỏi các hạn chế nhận thức, hạn chế nhận thức này. Còn xin phép toàn với các chị bứt phá các hạn chế nhận thức. Thì khi chúng ta bứt phá khỏi các hạn chế nhận thức này thì con người chúng ta nó sẽ có sự chuyển hóa, nó có sẽ có sự lớn lên. Thì các hạn chế, ví dụ như các anh chị nhìn thấy các hạn chế giống như là các hạn chế nhận thức,
ví dụ như là tầm thượng hóa bản thân chúng ta. Đây là một trong những hạn chế rất quan trọng nè. Tầm thường hóa bản thân, được xem bản thân là một người bình thường, là một người tầm thường, xem bản thân mình á là người bình thường, là một người tầm thường. Tại đây là một trong những rào cản cũng lớn, đó là một trong những cái hạn chế nhận thức của bản thân con người chúng ta. Hay là chúng ta có một số con người thì bị rào cản, bị các hạn chế nhận thức, chính là sợ thất bại, đây cũng là một trong những cái hạn chế nhận thức của bản thân nè các anh chị, đây là một trong những cái hạn chế nhận thức của bản thân, đó là sợ thất bại hoặc là sợ bị chỉ trích phê bình. Trời, chỉ trích nè. Phê bình. Đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta làm gì á, cái những người thân yêu chỉ trích phê bình chúng ta. Rồi, bên cạnh đó nó không phải chỉ có sợ sợ chỉ trích phê bình không, mà chúng ta cảm giác được thiếu điều kiện, có nghĩa là làm cái gì cảm giác không đủ điều kiện để làm, rồi làm cái gì á chúng ta cảm giác là thiếu hiểu biết. Chúng ta cảm giác thiếu hiểu biết. Dạ. Cái nữa đó là chúng ta thiếu tầm nhìn về tương lai. Màu vàng các anh chị có thấy rõ không cả nhà? Các anh chị ghi giúp Toàn nha, Toàn lỡ ghi màu vàng nhưng mà các anh chị nhìn giúp Toàn nha. Lần sau Toàn sẽ ghi khác đi. Dạ, Toàn sẽ chọn màu khác. Dạ. Toàn xin phép Toàn nhắc lại một cái. Mục tiêu của lớp học của chúng ta nó rất rõ như thế này. Đó là bản thân bất kỳ ai cũng có một cái hạn chế nhận thức nào đó đối với bản thân của mình. Có thể là họ tầm thường hóa bản thân mình bằng cách là nói mình là một con người bình thường, tầm thường. Tôi sanh ra vậy nên cuộc sống tôi vậy, vậy, vậy. Thì họ có một cái nhận thức bản thân mình là một ai đó và tự rào cản đó. Nó không cho sự bứt phá của họ. Hoặc là một ai đó có một cái hạn chế nhận thức là sợ thất bại nên không có dám làm, rồi hoặc là sợ chỉ trích phê bình nên không có năng lực hành động, không có, rồi chưa làm nữa cảm giác được cái sự thiếu điều kiện, rồi lại thiếu hiểu biết và thiếu tầm nhìn về cái tương lai. Vậy thì mục tiêu của lớp học là chúng ta xóa bỏ các rào cản hạn chế nhận thức này, xóa bỏ cái này. Hay nói cách khác á, là chúng ta tạo một cái bối cảnh, tạo một cái bối cảnh cắt những cái sợi dây xích này đi. Và không phải là Toàn trợ cho các anh chị từ bên ngoài nha, Toàn không có tác động từ bên ngoài vô, mà chúng ta cùng với nhau đồng hành đi về nội tâm của chính mình, nâng tầm nhận thức của nội tâm. Đầu tiên là chúng ta bắt đầu từng bước coi hiểu coi nội tâm kiểu sao, nâng cái nhận thức nội tâm của chúng ta lên, sau đó chúng ta bứt phá từ bên trong, thoát khỏi các sợi xích này và có một cái bước chuyển hóa
đối với bản thân của mình là mình lớn hơn mình so với trước đây. Các anh chị hình dung nè, nếu chúng ta xóa được rào cản tầm thường hóa bản thân, xóa được rào cản là sợ thất bại, sợ chỉ trích phê bình, sợ thiếu điều kiện nè, thiếu hiểu biết và thiếu tầm nhìn về tương lai là chúng ta xóa hết. Thì theo các anh chị, cái khả năng chúng ta hành động nó mạnh mẽ không ạ? Thì các anh chị cứ hình dung một cái quả tên lửa đi, quả tên lửa được được đưa lên. Thì có 6 cái sợi dây xích xích cái quả tên lửa đó, thì nó bắt đầu nó khởi động, nó phóng lên. Còn 6 sợi dây xích đó cản lại. Nếu chúng ta cùng một lúc cắt 6 sợi dây xích đó thì tự nhiên tên lửa nó sẽ phóng thẳng lên bầu trời. Toàn xin phép Toàn nói lại hình tượng cái này ha. Mục tiêu nghe, mục tiêu của lớp học là giúp cho chúng ta quay trở ngược về nội tâm của chính mình. Sau đó xóa các rào cản nhận thức của nội tâm, hay còn gọi là những hạn chế nhận thức của nội tâm của chúng ta. Thì sau khi xóa cái rào cản nhận thức đó thì con người chúng ta sẽ lớn lên hơn so với chúng ta ngày hôm trước. Và chúng ta kiến tạo cái đời sống an vui theo cách của chúng ta. Nên nó có một cái, đó là tiêu đề của lớp học là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Nhưng nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Dạ. Tên của lớp học là thấu hiểu nội tâm, bởi vì khi á, nếu mà mình làm cái gì từ bên ngoài vào, nó như là bên ngoài ép mình phải thay đổi á các anh chị, thì giống như trứng gà tác động từ bên ngoài vào là thức ăn, từ bên trong tác động ra là sinh mệnh. Nên nếu chúng ta có cái cách nào đó không mà đi về nội tâm của chính mình, bứt phá từ bên trong và lớn từ lớn chính con người của chúng ta lớn lên, thì khi đó chúng ta sẽ xóa, tự xóa các rào cản nhận thức, hay còn gọi là các hạn chế nhận thức, thì chúng ta sẽ lớn hơn con người của chúng ta ngày hôm trước. Được không các anh chị? Cứ mỗi ngày trôi qua là một lộ trình trưởng thành. Mỗi ngày trôi qua là một sự trưởng thành. Nên chúng ta cùng nhau thiết lập cái bối cảnh để Toàn cùng với các anh chị trưởng thành, để đi đến một cái, đó là chúng ta thấu hiểu hơn về nội tâm của chính mình và bứt phá để vượt thoát cái hạn chế nhận thức này. Đó là mục tiêu của chương trình. Nên á, không có ép buộc chúng ta phải học tập ở đây. Nếu có ai đó mà được người thân của mình ép vào đây, thì nếu chúng ta đã được ép tới đây và đang ngồi học, đang ngồi tham gia, thì chương trình này á, các anh chị giúp đỡ Toàn đã, vậy thì được gọi là tình nguyện. Tình nguyện ở đây là mình tình nguyện lắng nghe. Các anh chị có ngủ cũng được, các anh chị mở ngủ cũng được, các anh chị mở kế bên thoải mái nhất, tư thế nào cũng được hết, tắt cam cũng được đó, nhưng mà phải soạn một cái nội tâm cực kỳ thoải mái thì mới học được môn này. Còn đã không tham gia thì thôi, nhưng mà vì mến yêu người thân yêu của mến người thân yêu của mình, thì các anh chị đã có mặt tại đây thì chúng ta có thể chuyển cái khái niệm mà chúng ta đang bị ép buộc đó đó, chúng ta chuyển vào một cái thuật ngữ, nó được gọi là hưởng thụ học tập các anh chị. Và Toàn sẽ cùng với các anh chị làm được điều này nè các anh chị, đó là hưởng thụ học tập. Toàn kỳ vọng Toàn với các anh chị sẽ làm được điều này trong 21 buổi. Đó là biến mọi cái đang mà cảm thấy gò ép đó đó thành cái hưởng thụ học tập. Các anh chị ăn cũng được, uống cũng được, làm gì cũng được, ngủ cũng được, ghi chép thì quá tốt, không ghi chép cũng không sao. Nếu mà Toàn nói với các anh chị ngủ cũng chuyển hóa thì chúng ta có tin không? Chỉ cần các anh chị mong muốn là chúng ta vẫn có sự chuyển hóa. Các anh chị nắm ý này không ạ? À? Nhưng nó không phải xuất phát từ cái việc
chúng ta bị gò bó nội tâm, đầu óc nó rối loạn rồi học tập gì hết á, mà chúng ta xuất phát từ rất là thoải mái an yên để học tập và hưởng thụ học tập được khen các anh chị. Dù anh chúng ta có thể được người thân của mình được mời vào đây, có một số anh chị thì được người thân của mình tạo điều kiện về tài chính, học một buổi thì bồi dưỡng bao nhiêu, toàn mới nghe, toàn không nghe, toàn nghe mấy anh chị kể cho toàn toàn cái tôi thích, tại vì toàn học nhiều buổi lắm, từ 10 năm qua mà không có ai gửi cái đó cho toàn hết trơn, thuê toàn một buổi nhiều là toàn học dữ lắm à. Nhưng mà đã đến đây rồi thì chúng ta cùng nhau hưởng thụ học tập. Còn nếu ai mà mong muốn giúp đỡ con người, muốn hiểu hơn về nội tâm của chính mình, đang có một cái cuộc sống rất tốt mà muốn giúp đỡ người khác, có công thức, có chìa khóa, có một cái công cụ trong tay để giúp đỡ người khác, thì các anh chị ghi chép cẩn trọng giúp toàn. Tại vì đâu đó các cao nhân, các thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng ta tổng hợp lại những điều này thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị có một cái sự chuyển hóa rất tốt, rất tốt. Chúng ta cùng nhau hẹn các anh chị cùng nhau hưởng thụ học tập ha. Chúng ta có thể cho chặt pháo tay thật lớn vì các anh chị mà chúng ta cùng nhau hưởng thụ học tập trong 21 buổi này nghe cả nhà. Biết ơn cả nhà.